nên là tới mùa táo rồi, cho nên tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách làm táo tàu khô nha. Thì để làm táo thì chúng ta táo tàu khô chúng ta phải lựa vỏ táo nó còn vỏ màu xanh, chứ đừng có lấy vỏ màu vàng, tức là đừng có chín quá. Rồi chúng ta rửa sạch sẽ. Ở đây tôi mua là 2 kg. Sau đó là chúng ta dùng một cái thau và sử dụng một muỗng, vôi, vôi này cho 2 kg, và chúng ta hòa vôi này ra để lấy nước vôi trong. Đây tôi đã hòa sẵn rồi để lấy cái nước vôi trong. Rồi chúng ta sử dụng cái nĩa, chúng ta sử dụng cái nĩa này để mà xăm táo. Thì ở đây chúng ta chú ý là chúng ta xăm cho nó sâu vào này, sâu vào và đều, cách đều nhau. Thì để sau này á, là cái táo nó sẽ nó khô rồi là nó sẽ nhăn đều đẹp lắm. Như vậy các bạn nhớ trộn quả xanh nhé. Xong là ta ngâm vào trong nước vôi trong, và cứ như thế chúng ta sẽ làm hết cái rổ táo này. Sau khi mà chúng ta đã ngâm vôi khoảng 2 tiếng đồng hồ thì chúng ta rửa sạch, vớt ra rửa sạch rồi để ráo. Sau đó chúng ta sẽ cho vào khay để mà tôi qua sấy nhẹ, sấy cho héo cái vỏ táo này. Đó. Thì ở đây tôi sử dụng lò nướng gió sấy để sấy. Như thế này ta sẽ đưa vào lò nướng gió sấy để mà sấy nhé. Sấy của chúng ta là để cho nó héo cái vỏ táo đi, rồi khi ta dầm thuốc bắc, dầm đường, dầm thuốc bắc thì nó sẽ mau ngấm. Đây các bạn, sau khi mà chúng ta đã sấy vỏ táo thì các bạn sẽ thấy nó như thế này đây. Vỏ táo sau khi sấy xong thì nó sẽ có cái độ nhăn nhiêu nhưng mà cũng chưa nhăn nhiều đâu. Như thế này là cùng sau khi làm ra thành phẩm là nó sẽ nhăn nữa. Và ta làm thế này á là mục đích là để cho nó teo lại bớt đi. Thì ta dùng cái lượng nước thuốc để mà ngâm tẩm nó thì nó sẽ ít lại và nó đậm đặc hơn.
chứ còn nếu mà ta để cái quả nó lớn quá, quả tươi á, thì nó sẽ chiếm diện tích và nó sẽ lâu. Do đó mà chúng ta phải sấy trước, ta phải sấy khô như thế này, rồi chúng ta mới đưa vô ngâm tẩm. Thì để ngâm tẩm thì chúng ta sẽ chuẩn bị với cái liều lượng này thì ta nấu tầm khoảng là lít rưỡi thuốc, lít rưỡi thuốc. Thì trong đó là chúng ta sử dụng một bánh đường đen này là tầm khoảng nửa ký, một ít cam thảo, ít cam thảo thôi, tại vì cái lượng này nó ít mà. Ít cam thảo và thêm đây là 30g gọi là thục địa, 30g thục địa mua ở hiệu thuốc bắc. Thì cái thục địa này nó là có công dụng là bổ máu đó các bạn nha. Thì ở đây là họ bán cái thục địa này nó viên, cho nên chúng ta về chúng ta sẽ cắt nhỏ ra, cắt mỏng ra để ta nấu cho nó mau tan chảy. Đó, ta sẽ nấu chung với bánh đường đó với lít rưỡi nước tùy theo cái lượng nước mà chúng ta cho vào, sao cho nó ngập cái táo này là được, ngâm được cái táo là được. Bây giờ tôi đang nấu là chừng là 1,5 lít. Bây giờ chúng ta qua nấu thì trước hết chúng ta cũng phải đập cái bánh đường này ra cho mau tan nhé. Đây, ta cho đường vào xong và ta đun lên và đường nó tan ra. Nước thuốc đã bắt đầu sôi rồi thì chúng ta cho táo vào. Thì cái lượng nước ở đây là chúng tôi định lượng lại là tôi dùng 1 lít nước thôi, cho nên là đường ở trong đó tôi sử dụng 250g, tức là nửa bánh đường đen nha. Đấy, thì như vậy là cái mực nước nó cũng là đã ngập cái táo rồi, cho nên là chúng tôi không đắp cho thêm nữa là vừa. Với 2 kg táo thì chúng ta sử dụng khoảng lít nước thôi, như vậy. Và ta cho nó sôi lại, ta chờ nó sôi lại ta nhắc xuống. Các bạn thấy là khi mà chúng ta làm khô trước á, thì nó rất là lợi, là nó không có chiếm chỗ nhiều trong cái nồi nấu và cái lượng nước chúng ta dùng nó sẽ ít lại. Ta sử dụng đường đen để cho nó có màu đen. Lại là khi mà nó sôi lên nhé, nó sôi lên là ta sẽ tắt bếp, nhắc xuống để nguội. Đến khi nguội lại là ta lại tiếp tục làm tiếp. Bởi vì nguyên tắc của cái
ta làm cái loại mứt này tức là nguyên tắc thẩm thấu à, chứ không có rim trên bếp. Ta không có đun mãi trên bếp đâu. Khi nó sôi lên là chúng ta sẽ tắt bếp. Nhắc bếp, nhắc xuống để cho nó nguội tự nhiên và nó sẽ thẩm thấu vào bên trong cái quả táo. Sau đó là lần thứ hai là chúng ta cũng sẽ là vớt táo ra, đun cái nước này không thôi sôi lên rồi ta mới cho cái táo này vào. Và nó sẽ làm nóng cái quả táo này. Khi mà nước nó tăng sôi là ta lại nhắc xuống. Và ta làm như thế đến 3 đến 5 lần. 3 đến 5 lần. Và có thể kéo dài trong 3 ngày hoặc là kéo dài trong 2 ngày. Tùy mình lúc nào mình rỗi thì mình cứ lấy ra mình làm như vậy. Thì tầm khoảng 3 đến 5 lần thì lúc bây giờ chúng ta mới táo nó thấm thuốc rồi thì lúc bây giờ chúng ta sẽ xử lý tiếp, vớt ra sấy thế thôi. Nồi nước ngâm nó đã nguội rồi cho nên là ta chắc nước này ra, ta đun lại nước này. Ta đun sôi lại nước này rồi ta lại tiếp tục để tầm khoảng 5-10 phút cho nó nóng cái táo và ta tắt bếp. Nên các bạn, sau qua 4 lần đun và ngâm qua đêm thì cái táo của chúng ta nó có cái màu sẫm như thế này rồi. Bây giờ chúng ta đun lần thứ 5 thì chúng ta không cần phải là đun nước mà ta đun luôn trực tiếp đun cái quả táo để cho nó nóng cái quả táo lên, ta đun nóng lên, không cần phải sôi đâu. Đó, ta đun nóng lên để cho cái độ nhớt của cái dung dịch này nó sẽ giảm đi và nó sẽ lúc bây giờ là chúng ta sẽ vớt ra để ráo và đi sấy. Bây giờ ta đun nha. Cái cần đun không cần để sôi đâu nè. Mục đích chúng ta là để cho tăng nhiệt độ lên thì cái độ nhớt của cái dung dịch này nó sẽ giảm và như vậy nó dễ làm rặt cái nước, nó sẽ dễ làm khô cái táo. Sắp cho nó đều thì cái táo nó nhăn rất là đẹp, còn nếu ta sắp không đều thì nó sẽ xấu. Và các bạn lưu ý nhất là chúng ta mua ta lựa cho nó đều quả nha, chứ không thì quả khô quả không khô không kịp khô. Quả sấy thì nó quả sẽ khô mà quả không khô vì quả nó lớn thì nó lâu khô hơn.
vừa chúng ta vớt táo ra thôi. Tắt bếp, nóng lên như thế này là được rồi. Cái nước này là chúng ta có thể làm, chúng ta có thể là làm mẻ thứ hai, sử dụng lại nước này sẽ tăng thêm ít đường với lại ít mua thêm ít cái này nữa, tức là ít cam thảo với lại thục quy đó nữa. Đó, chúng ta sẽ làm được mẻ thứ hai. Để cho nó ráo. À, các bạn thấy là cái nước này nó đen, nước này nó rất là đen đấy chứ. Ta sẽ làm mẻ thứ hai sử dụng nước này. Còn cái này ta để ráo đi, xong rồi đưa vào một sấy, đưa vào tiếp tục sấy đến khi nó khô lại thôi. Ta có táo tàu khô. Đây các bạn, sau khi mà chúng ta đã ngâm tẩm thuốc rồi, cuối cùng là chúng ta sấy thì ta được một thành phẩm là như thế này. Đây, từng này là 2 kg táo mà nó ra được từng này. Thì cái loại táo này nó cái vỏ nó hơi bị dày chứ không có giống cái loại táo mỏng ngày xưa mà cái trái nó dài như thế này á. Ta làm rất là ngon. Bây giờ cái này nó hơi bị dày vỏ quá, khô rang các bạn này. Khô và đen đấy, nó thấm thuốc vào nó đen. Thôi thì cũng gần Tết đến rồi, thành ra là các bạn làm cho nhà dùng nhé.